ý như là homeless mặc mặc áo, áo giấy nhật trình vậy. À, mình so với mấy vậy, mấy anh chị rất là sang trọng, người nào người nấy rất là cực kỳ đẹp cao sang. Còn cái mặt này á, vừa nắng vừa già vừa tóc bạc. Cái có một lần ông anh lên trời, ông xuống ông vỗ dài, bữa giờ chịu khổ đã chưa em. Ông xuống ông giỡn giỡn chơi vậy đó. Ừ, có nhiều ông anh lắm. Có một ông anh, ông gọi là Thiên Vạn Lý vậy đó, cũng họ Thiên. Ở trên anh thì hộ cũng là họ Thiên thôi. Hộ là Thiên Tấn Kiệt đúng không? Thiên này Thiên kia mà hộ không dám kể tên đây. Mấy bà chị cũng là Thiên thôi, giống như Thiên Hoa, Thiên Ngọc vậy 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 đó. Cũng giống như con Thiên Hải đúng không? À, cũng y như cái họ như mình, chẳng khác gì hết. Rồi có ổng bước một cái là giống như từ cái trái đất này lên tới mặt trăng vậy. À, mỗi một ông có một cái tài, anh với sư phụ. Mỗi ông anh ông có một cái bủ bói, rồi mỗi một trong đó có một ông cực kỳ đại ác, đó là sát tâm. À, em vừa mới hỏi sao kỳ, tại vì cha nói có thiện mới có ác. À, giống như sáng như hồi giải thích nó đi song song. À, cái đó là cái nhiệm vụ phải như vậy. Ừ, cũng như nước Việt Nam mình cũng vậy, có cộng sản thì hôm nay mình mới thèm tự do, chứ còn nếu mà để mà bình bình an an như Thái Lan, nó không có bị chiến tranh, nó không có bị gì hết, con thấy không, nó spoil, nó cứ nổi loạn hoài. À, thì cái nước Việt sau này thành cường quốc là cũng nhờ hôm nay chúng ta và 100 triệu người ở bển quá khổ, sau này họ mới trân trọng một cái nước Việt mới. Thì lúc đó đó chim hiền á và cộng lại với gọi là chim ngoại chim nội đó là mới chí chóe ôm nhau quẹt mỏ. Thấy mang chim thương nhau quẹt mỏ không? À, rồi hỏi gì nữa không? Bác thọ có gì hỏi bác thọ? Phải tự xem trong cái kiếp của người cái linh hồn là vĩnh cửu, thế nhưng mà không tu sửa thì vẫn bị đọa. Diệt kiếp là sao? Diệt kiếp tức là khi một cái tiếng sét mà đánh một người đó, cái linh hồn mà gian ác đó, à, coi như diệt nguyên cái kiếp, nó không có thể hiện hồn, không thể đầu thai, không thể quay lại làm người bất cứ loại gì nữa. À, cái đó gọi là mất xác mất hồn. Là diệt kiếp luôn. Thì thời nay nhiều người bị mất xác mất hồn mà bữa giờ nói đó, clip của con. Có nghe nha, mà diệt kiếp ý. À, diệt không còn căn kiếp nào quay lại. Cái đó gọi là mất xác mất hồn. Nó là vậy. Hôm nay chúng ta còn đang chưa đến cái bài thi cuối cùng. Bài thi cuối cùng là hội Long Quang xuất hiện đúng không? Đức Thầy xuất hiện, beng beng là đóng sổ. Những người nào đậu là ý là thần hồn được đậu hay là cái xác còn tại thế được đậu sẽ tiếp tục gặp được một vị Phật mới. Đó là Phật Di Lạc, là Đức Thầy. Rồi Kiệt cũng đứng kế bên sư phụ. Còn đúng đúng mà từ đây tới ngày đó mà không ai làm gì hết
mà đánh khi mà cái trong lớp mà đánh keng 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 thì bị rớt sổ, thì cái đó là giống như cái câu ông này đó là diệt kiếp à. Cha mệt với mấy cái chúng sanh này rồi, nếu mà muốn rèn luyện lại nữa nhốt nó và làm gì giờ, tại cái xã hội mới nó không có thích hợp với những cái người quá ác, không có sửa đổi cái tánh hết được, tánh của họ không thể nào sửa được thì thôi. Nhưng mà khi mà cha chiết thân những cái tánh linh cho chúng ta xuống thế gian này, tất cả lăn lộn trong tất cả các dãy ngân hà tam thiên đại thiên thế giới, mục đích chúng ta học để học hiền đó à. Học hiền cũng trở về một cái nơi cuối cùng, đó là của cha, trở về chỗ cái nơi quê quán của mình. Còn nếu mà trên đường mà học hỏi đó, những chúng sanh đi lạc đường mà giống như kiểu mà quá ác đó, gọi là diệt kiếp, thì là họ hết thuốc chữa rồi. Tại vì trong cái bộ não A Lại Gia Thức chúng ta, nó có một phần thiện và phần ác. Khi mà cái ác nó quá nhiều rồi á, bây giờ mấy con thấy cái lu nước, khi nó cặn nửa lu lỡ lỡ thì mình còn bỏ phèn mình lọc được. Còn lỡ cái lu nước mà nó thối mà nó đen thui, con có bỏ bao nhiêu cục phèn con lọc được không? Ở trên cũng tính vậy á, thôi tao bỏ nước luôn. Mục đích trên chỉ thâu lại những đứa con ngoan con hiền để mà về sống vui vẻ bên cạnh của những người thân của mình, thiên đàng. Đó là mục đích. Còn khi xuống đây chúng ta cứ thế này thế nọ mà không hiểu thì cũng y như cái lu nước mà bị hư vậy đó, chứ không có lóng được. Ở đây sáng Bác Thọ chưa nghe chuyện Kim Cương phải không? Để con nhắc lại Kim Cương, cháu Bác Thọ này thích nghe Kim Cương. Hồi xưa mình có Kim Cương là ca sĩ á, tài tử á, là phản gián đúng không? Làm việc cho Việt Cộng. Ở Mỹ này mình cũng có nhiều người tay trong tay ngoài, quậy nát hết khắp thế giới, khắp cộng đồng, tay trong tay ngoài. Mà họ giàu nữa. Thì thay vì mình gọi họ là cái đám gọi gì ta? Làm cho cộng đồng mình không có đoàn kết, làm cho khối người Việt không đoàn kết, thì từ nay con đặt họ là Kim Cương, Kim Cương hải ngoại, tức là vừa giàu mà vừa quậy. Thì mình lấy biệt danh của Kim Cương xương đó. Cho nên bây giờ mỗi lần mà con lên mạng con nói có ở vùng mình có Kim Cương Kim Cương gì chứ bác thầy, họ biết rành lắm. Ông này không rành, ông nào ông nói giàu là mình biết là cái nước của mình có Phật Thánh Tiên hạ phàm, có con của cha xuống để nói rõ tiếng Việt, mà họ cứ lúc nào cũng chống chọi lại nữa thì họ thuộc cái thành phần đó đó, mấy cục kim cương thành ra mấy cục đá sấy nát luôn. Nếu mà người nhà của mình đó mà lên được những tầng trời ở trên thì những người đó có thể giúp đỡ được nhiều cho con cháu ở dưới cái trần thế này. Khi mình là thiên tâm, họ thiên về trời, rồi cái mình nhìn xuống, mình biết được cái nghiệp của mình, duyên nghiệp của mình với những người thân của mình. Nhiều lúc mình quải á, trời ơi, nó là quỷ, hồi xưa tôi làm ác, nó đầu thai làm con tôi. Hồi xưa tôi với nó giết tôi, rồi giờ, tức là có ân oán với nhau mới thành cha con nha. Không phải lúc nào mà cũng là duyên tốt không đâu. Thì lúc đó không biết tư tưởng của đệ tử còn muốn kéo kẻ thù của mình về trời không? Hả?
tại dưới trần mình đã khổ với nó rồi, nó hiểu không? Nó là vậy mà, đâu phải là vợ mình hay là con mình là tốt hết đâu. Khi mình bị cái nghiệp đó, mình lãnh mình phải trả nợ cho nó, mà khi trả xong nó chết rồi, mình về trời mình có mang cục nợ theo không? Trong khi những cái tiền kiếp mình đã gây thù gây oán với nó, nhiều khi lúc xưa mình với nó là hai kẻ tử thù á, khi mình đi thì mình biết hết, và đồng thời ở trên đó thần hồn ai nó giữ, trừ khi cha mẹ mình cho mình khác phàm, mình phải trân trọng, mình quý, rồi mình có ân nghĩa. Không có xác phàm mình không có thành Phật được nha. Mấy dòng linh khó thành tiên thành Phật lắm. Thì lúc đó mình về chẩn, mình hồi hướng cho cái thân người sanh của mình, thì cái đó còn được. Việc làm đó rồi đưa thân mẫu với ông thợ mộc á đi về trời. Lúc đó ổng đâu phải người tu, ổng làm thợ mộc, ổng vô rừng lâm đồng 30 thuộc, cây nào á, cam xe hay là cẩm lai, cây bên, cây trầm hương gì đó là ổng vô ổng mướn mấy thằng mọi cưa, ổng đem một đoàn xe Lý Thường Kiệt chừng 30-40 chiếc xe be á, Sài Gòn thời xưa trước 75 mà, vô rừng thì mướn tụi mỹ tụi mọi cưa, rồi ổng chở vô chừng biết bao nhiêu xe hàng, chở gạo với chở cá liệt mặn đồ với muối, trong đó nó quý muối, đổi cho nó không có xài tiền, rồi bắt đầu xài nó cưa khúc khúc rồi để lên, đến cái ngày ông chết mình ở bên Mỹ đó năm mấy ta, năm chín mấy, 98 99, cái nằm mơ thấy cái mặt ổng bị mấy con chim mổ, con chim đứng có mổ lủng nát hết trơn á, giống như con chim mổ cây vậy đó. Xong lúc đó mình mới đi hỏi ông này ông bị gì, nghiệp gì, thì ra là khi vô rừng á, ổng làm nghề gỗ mà, thì trên đó có nhiều ổ chim, rồi phá nát mấy ổ chim của người ta mới lấy gỗ được, là bị cái nghiệp. Trong khi ổng không có làm gì mà hại người hết, chỉ có cái nghiệp là cưa cây rồi làm cho hư ổ chim. Đến khi mà sư phụ biết được chân mệnh của mình, nhiệm vụ của mình, cốt của mình, và đồng thời mở wifi ra có điện thoại nói chuyện với bề trên gọi là thông thiên á, thì từ đó mình mới biết cách vì cảm ơn mang cái xác phàm đúng ngày đúng giờ sanh ra giữa lời đường, chỉ cảm ơn sanh giữa lời đường thì mình đưa ông thiên, ông ta là ông sát thiên phước về trời. Tại lúc đó là người đầu tiên hình như sư phụ đặt là họ Thiên. Tại lúc đó cái đạo chưa ra đời nữa. Trước năm, trước 2017 mà. Rồi bắt đầu cho cái danh sách. Rồi cái bà má, rồi ông anh, rồi em. Tổng cộng 6 người đi một chuyến xe. Mấy ông rồng cộng đi về. Thế không có người dẫn đường làm sao biết đường đi, làm sao đi được, không phải dễ về trời đâu. Con ít tu ít công đức, nhưng mà con tu giỏi, sư phụ thấy con tu giỏi, sư phụ thương con, sư phụ đưa giùm được, còn con tu dở thì tự con đưa. Thế nên giống như Trinh á, thì sư phụ đưa má nó đó. Đã ở đây sư phụ đưa giùm được nhiều mà, đừng lo. Nhưng mà chỉ có ba má thôi nha, không phải ghệ hay là người lạ lạ. Tại nhiều á là sư phụ bị mất công đức, ở trên cũng sẽ tính ăn này làm dụng này nọ, hay là mình không có nên nhiều những cái đặc trường hợp đặc biệt thôi. Như Bắc Ngư, ổng có không đi được, cho hộ ổng gán đưa ổng đi. Tại vì ổng là cao đồ, đệ tử ruột. Ổng chết sống với hộ. Dạ, yeah, ông chưa ở nhà,
qua Thiên Long Sơn à, thì già già đó lì lì sư phụ gì đó. Lì có nghĩa là gì? Là sư phụ rèn luyện cái tánh nhẫn nại, la gầy đó, là rèn luyện cái tánh biết biết hạ cái ngã xuống là ok. How are you today? Fine, thank you. You are okay? Yes, yes. Thôi nói chuyện từ 12 giờ tới giờ cũng hơi mệt. Nhưng mà thời tiết này nói chuyện là ok. Sáng hơi mệt, khổ ăn cái là hết pin. Giờ chỉ ngồi, nếu đệ tử nào có đề tài gì hỏi sư phụ nói. Tại vì sư phụ biết những cái người mà có lòng tin với Thượng Đế, tin với cái thời Hạ Quân, tin sẽ có hồi Long Hoa, tin có Thiên Tử, tin có Phật Di Lạc, thì cũng mười mấy hai chục triệu người, thì họ cũng đang trông ngóng coi bữa nay có tin tức gì của thiên đình. Mà người mà thơ ký của cha là đây, ngồi đây nhận điện thoại gọi về FaceTime rồi, phải không? Thì có lúc thì có tin, có lúc thì mình phải chờ đợi. Thì mấy chục triệu người mong tin ở trên, ngược lại sư phụ thì mong tin của cha coi có lẹ được không, chứ mình khấn cha bóp mở cha đâu có nói là cho lẹ hay chậm. Cái mỗi lần mình nói với đức thầy gần kề con đừng có nôn nóng, gần kề mỗi lần nói chuyện đức thầy là ổng nói câu đó, ta sẽ gặp con trên đất mẹ mà. À, cứ như vậy thôi mà ngày giờ không có ông, không ai, không có chị nào cho mình biết hết. Chỉ có gần đây mấy vị khác, đây tin tức có nhiều nguồn lắm, mình hỏi mấy vị bự không được, cái mình hỏi sư phụ cũng được, cái mình hỏi mấy vị khác là giống như mấy ông thần vậy đó, giống như ông Nguyễn Ông Trực rồi mấy ông thấp, mấy ông thấp cũng phải về trời họp nhận lệnh của cha thường xuyên lắm, giống như Xích Long Bạch Long mấy ông rồng vòng lâu lâu cũng phải đi về trời để mà họp nữa. Những lời mấy vị nói tuy là thấp nhưng mà cũng là từ ý chỉ của ở trong cái bộ tổng tham mưu mấy vị mới được nói, không phải là mình mấy vị ai cũng có quyền nói gì nói đâu. Xe nào kêu hoài ta, xe nào vậy? Veronica đâu? Dạ đang treo đèn với lại anh Minh ở đây. Kêu đừng có lót ở đây đâu có gì đâu, sợ lót cửa. Tại thói quen mình hay lót thôi. Chứ ở đây cứ mở ô bình thì đâu kêu. Em thêm hai cái microphone nữa. Trời, cái này đâu có đúng. Nhiều quá như đồ dở. Sao đệ tử? À, thưa sư phụ, cái chữ Kim Cang đó có câu như Kim Cang Phật này. Như vậy cái chữ Kim Cang nó có nghĩa là gì? Kim là vàng, vàng là cứng phải không? Ấn Kim Cang. Trưởng. Đệ tử này bên Công giáo Phật hỏi lung tung thôi. Hỏi mấy cái gì đó. Kim cương, kim cang, tức là mỗi một vị Phật có cái quyền lực, có một cái technique, cũng như mấy ông thầy, ông văn, ông toán, ông sử, ông địa, ông vật lý, thì Phật cũng vậy, mỗi một vị có một cái công thức, Phật Cái Giới Đà có một cách để mà độ, Phật Thích Ca có một cách, Phật Di Lạc có một cách, kim cang Phật có một cách, vậy thôi.
Nữa mà ai thành Phật thì cứ chọn cái nào á, mình có mong giỏi gì giỏi á, thì mình truyền lại. Nếu mà hôm nay con thiền tâm rồi mà cho đúng á, mình đang ở trong cái thời đại giao thời, thì con thờ mấy vị Phật cũng được, để cho người ta đừng có nói mình. Nhưng mà trong tương lai sau cái thế hệ của mình á, chỉ thờ có một mình Thượng Đế thôi, con hiểu không? Mà thiền tâm chỉ thờ có mình cha cho nó gọn. Còn trong cái thời đại của mình nè, đạo mới thành lập, thì mình cũng nên thờ Phật, để cho đừng có bị người ta bị nói gì mình bất kính gì đó. Thưa phụ một câu hỏi nữa. Ông hiện giờ ông đang ở trong cái giường lão ở Nhật, như là nursing home á, không có bàn thờ, nhưng mà đăng ký đầu giường của ông á, đỡ bằng cái hình của cha mẹ được không? Được, lấy cái hình nhỏ nhỏ tay bầu vô cái đầu giường. Biết sợ là được rồi, cha chỉ cần những đứa con biết cúi đầu là cái lớn là hạ cái ngã xuống, là thăm ấp là được đi về, mục đích chỉ vậy thôi. Cha đâu có bắt lỗi đâu.